Sáng nay tại Nha Trang, tổ chức Maritime International, viết tắt là MSI tại Việt Nam, tổ chức hội thảo xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho mô hình nhượng quyền xã hội về chăm sóc sức khỏe sinh sản trên toàn cầu. Tham dự hội thảo có đại diện Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện 20 quốc gia thành viên MSI có triển khai chương trình nhượng quyền xã hội trong chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, hay còn gọi là Blue Star. Tại hội thảo, các thành viên tập trung thảo luận các vấn đề quản lý chất lượng tiếp cận dịch vụ, công bằng trong tiếp cận dịch vụ, hiệu quả về chi phí và Blue Star phát triển bền vững trong tương lai. Được biết, từ năm 2007 đến nay, mạng lưới nhượng quyền xã hội trong chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình của MSI toàn cầu đã được thiết lập tại 20 quốc gia với hơn 2.500 cơ sở. Tại Việt Nam, mô hình này đã được triển khai ở 7 tỉnh thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và An Giang với hơn 300 cơ sở y tế tư nhân. Riêng ở Khánh Hòa, hiện có 32 cơ sở nhượng quyền xã hội Blue Star hoạt động, đã góp phần ngăn ngừa 9.200 ca mang thai ngoài ý muốn và 14 ca tử vong trẻ sơ sinh. Hội thảo diễn ra từ đây đến ngày 4 tháng 10. Pioneering, so we centered a lot of